xin hãy bền lòng, bền chí theo Ngài. Ai đương hầu việc Ngài, xin hãy chôn chân nơi đồn lũy, xin hãy đứng nơi võng canh, xin hãy vui tươi, hãy ca hát ngay trong những ngục tù, giống như là Saulơ, những người Phaolô và Sila đấy. Ngay trong ngục tù xin hãy ca hát, bởi vì Chúa ở với chúng ta. Ngay trong những cái lò lửa hực xin hãy cứ bước đi, bởi vì Chúa đi với chúng ta. Ngay ở trong hang sư tử xin hãy bình yên, xin hãy vững chí, hãy mạnh mẽ, bởi vì Chúa đã bịt miệng sư tử rồi. Chúa ở với chúng ta. Chúa quyền năng, Chúa của sự vinh hiển ở với chúng ta. Và xin Chúa cho tôi và quý vị để hết lòng trung tín nơi Chúa. Hãy ngước mắt nhìn lên, giống như là Ê-tiên ngước mắt nhìn lên và nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa. Đừng có nhìn những người ném đá chúng ta để rồi chúng ta chán nản. Hãy nhìn lên sự vinh hiển của Chúa. Và quý vị sẽ thấy rằng mọi sự tốt đẹp đừng đợi chờ chúng ta. Các thánh đồ vây quanh đường hoan hô và đón mừng chúng ta, để chúng ta sẽ được những phần thưởng rất lớn. Hãy nhảy nhót lên như Phi-e-rơ nói chúng ta học. Hãy nức lòng mừng rỡ như lời Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta. Hãy coi như là một cái niềm vui cực điểm, giống như là Gia-cơ đã khuyên mời chúng ta. Đừng coi như một chuyện khác thường, đừng bất mãn, đừng nguyền rủa Chúa như là bài Gióp, thưa quý vị. Đừng có phản bội Ngài như là Judas Iscariot. Xin Chúa giúp cho tôi và quý vị để chúng ta hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn mà kính mến Chúa, hầu việc Ngài, hầu cho ở giữa cái cuộc đời này chúng ta sẽ làm chứng cho mọi người biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là tuyệt vời. Dầu có phải bị chết để trên cái mâm, như là cái đầu của mình bị chặt để trên cái mâm giống như là dân Báp Tít đi nữa, thì xin hãy rao ra lẽ thật, mà hãy nói những lời đẹp lòng Chúa, ca ngợi Chúa. Dầu chúng ta bị đầy như là lưu đày, như là dân tại đảo Bắc Mô đi nữa, thì cũng hãy gần gũi với Chúa để có được những cái sự hiện thấy. Và như ông đã viết lại cái sách Khai Huyền, xin Chúa giúp cho tôi và quý vị để chúng ta hết lòng với Chúa, trung tín với Ngài. Chúa sẽ cắt nhắc chúng ta, Ngài sẽ nâng một tên nô lệ trở thành tể tướng thế nào, thì Chúa cũng sẽ ban sự vinh hiển cho chúng ta thì ấy. Ngài đã khiến cho một David rất là yếu đuối có thể thắng được một Goliath thế nào, thì Chúa cũng sẽ ở cùng chúng ta. Xin Chúa ban phước và xin Chúa thăm viếng tất cả chúng ta, để chúng ta thật sự làm vinh hiển danh Ngài.